Mình là Hùng, mình đã theo thập chỉ liên tâm được 5 lớp. Mình là huấn luyện viên ba tin. Thì có một cô học trò của mình là rất là ốm, cô mới hỏi giờ em làm sao mà cho lên cân được. Thế là mình hướng dẫn cho cô nhịn ăn, cho cô thần tượng mình nhiều chuyện cho nên cô nhịn theo. Nhiều khi nghe thì nó vô lý, đã gầy rồi còn nhịn ăn. Nhưng mà sau khi cô nhịn ăn được 2 tuần thì cô lên được 2kg rồi. Và mọi người thì lúc nào cũng nghĩ là chắc phải người mập mới nhịn ăn được, mà phải có mỡ tí mới nhịn ăn được, chứ còn không thì nhịn sẽ bị suy kiệt rồi sẽ bị này kia. Nhưng mà cái đó thì do là chưa tìm hiểu đúng, chưa tìm hiểu kỹ. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu kỹ rồi thì người gầy vẫn lên cân được. Mình nghĩ là do cái nguyên tắc của nó là khi mình nhịn ăn thì cơ thể có cái thời gian để nghỉ ngơi, và cái bộ tiêu hóa, nhất là bộ phận chuyển hóa của mình, nó chuyển hóa tốt thì mình sẽ hấp thu được dưỡng chất nhiều, mặc dù mình ăn rất là ít. Cảm ơn mọi người.